viêm loét dạ dày mấy cũng hết. Nếu chúng ta kiên trì và sử dụng đúng cách, kiêng cữ thì nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho anh chị mình. Đây là một trong những cái bài thuốc rất là hay của người đồng bào ở vùng cao vùng Tây Bắc để hỗ trợ để điều trị cái bệnh đau dạ dày, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày ha. Rất là nhiều người đã sử dụng, hình như là đây là một trong những cái truyền thống của người ta. Khi mà người ta bị đau dạ dày, người ta sẽ nhớ cái cây này liền. Hôm nay Phan Hải chia sẻ của anh chị mình ha. Và lưu ý, nếu chúng ta bị HP dạ dày thì chúng ta sẽ sử dụng cái bài thuốc khác. Còn ở bài thuốc này là chúng ta chỉ trị đơn thuần là đau dạ dày, viêm loét dạ dày, hoặc chúng ta đã bị đau dạ dày âm ỉ từ rất là lâu rồi mà điều trị khắp nơi, khắp cách không có hết. Thì đây, đây của anh chị mình sẽ ngắt một đọt ha. Đây, đây là dây chè vằn xẻ. Đây, đây là cái chè vằn lá to đây. Đây là chè vằn lá to này. Chè vằn lá to này. Này, lá của nó đây. Chè vằn trâu mình không sử dụng cái này cũng được nhưng mà công dụng thấp ha. Thì chúng ta sử dụng chè vằn xẻ như thế này. Cách sử dụng rất đơn giản khi chúng ta bị đau viêm loét dạ dày. Một hồi cuối video hãy cho cô anh chị mình xem kỹ ha, kỹ cái chè vằn. Thì hồi bây giờ hãy chia sẻ bài thuốc trước đi. Rồi cô anh chị mình lấy cho Hải là tươi như thế này. Thì cô anh chị mình lấy cho Hải tươi thì lấy cho Hải khoảng 30g chè vằn. 30g chè vằn tươi. 30 hoặc 40g cũng được chè vằn tươi, bỏ vào rửa sạch đi, ngâm vào nước muối loãng rửa sạch, nước sạch để ráo bỏ vào nồi. Đổ cho Hải 1 lít nước và nấu sắc lại cho Hải còn một nửa lít và chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày, uống sau khi ăn 5 đến 10 phút. Còn nếu khô thì lấy cho Hải từ 10 đến 15g, 10g cũng được. Rồi bỏ vào nồi, đổ cho Hải 1 lít nước, nấu sắc còn nửa lít và chia đều đủ trong ngày. Đây là cây chè vằn xẻ. Và trong khi điều trị chúng ta nên lưu ý là kiêng cữ rượu bia, những thức ăn quá cay, quá nóng, quá lạnh, quá cứng. Và ăn đúng giờ đúng giấc. Thì nó sẽ giúp cô anh chị mình hỗ trợ điều trị cái bệnh viêm loét dạ dày cực kỳ tuyệt vời cho cô anh chị mình. Viêm loét dạ dày máy cũng hết. Nếu chúng ta kiên trì và sử dụng đúng cách, kiêng cữ thì nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho anh chị mình. Bây giờ Phan Hải sẽ cho các anh chị mình xem cận cảnh cái cây chè vằn, gọi là dây, nó là dây chè vằn. Rồi, đây các anh chị, ở trong này nó có nhiều loại dây. Thứ nhất là dây đau xương. Thứ hai là dây chè vằn trâu lá lớn như thế này. Thứ ba là dây chè vằn xẻ đây. Đây, chè vằn đây. Đây là dây chè vằn. Đây. Cận cảnh ha. Đó. Chè vằn ha. Rồi. Chè vằn này nó có hoa màu trắng mà cái bây giờ nó không còn hoa nữa cho nên Hải không có quay cho cô anh chị mình xem được. Cái lúc mùa có hoa thì nó đã qua rồi. Rồi, đây. Nó đây, lá của nó đây. Đây. Hải sẽ bước nhánh ha. Đây, lá của nó đây. Đó. Quan sát kỹ của anh chị, lá mọc đôi như thế này. Cái cuốn này, cái gốc cuốn thì nó có màu, cái màu nó tím tím như thế này. Đó. Chè vằn xẻ. Và đây là chè vằn trâu đây. Lá bự lắm. Đây. Chè vằn trâu đây. Nè. Đó. Như vậy là Phan Hải đã chia sẻ xong cho quý anh chị mình ở cái cách dùng của cái chè vằn này để chúng ta có thể hỗ trợ điều trị cái bệnh viêm loét đau dạ dày. Viêm dạ dày thì nó không phân biệt, chỉ viêm dạ dày thôi. Còn trong viêm dạ dày nó có viêm hang vị, viêm thượng vị, viêm vùng trung vị, viêm bờ cong nhỏ và bờ cong lớn. Nói chung là bị viêm dạ dày là chúng ta sử dụng cái này. Đó. Và phân biệt của anh chị mình, đây là cái chè dây trâu, đây là cái chè dây xẻ. Rồi thì cũng đã xong. Thì của video Văn Hải chúc của anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống ha. Bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Vlog và video tiếp theo.